Và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Battlecast nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì hôm nay mình sẽ đi mở một thẻ Platinum Ticker nha anh em để xem ra con gì ta. Ra Limited đây. Oh wow, ra được một vị thần. Ồ, con này có vẻ khỏe anh em ạ. Con này là gì đây? Thần gì đây? Emperor of Trono anh em ạ. Ui, đẹp thế. Nhìn trông xịn xò ra. Yeah. Wow, Emperor of Trono. Rồi, con này có vẻ khá là ngon đấy chứ. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi thử review con này nhá. Xem nó như thế nào ta. Đẹp 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 đẹp. Đẹp đẹp. Quá đẹp luôn. Chúng ta được thêm một con Grosscast nha anh em ơi. Mình sẽ upgrade Grosscast đây. Sắp lên 30 rồi, cho mình cho Grosscast rồi. Chúng ta ấn vào đây, ấn vào cái phần menu, ấn vào Cast Guild. Và chúng ta tìm tới tất cả con Uber Ray của mình hiện tại đang có. Đấy, đây là con New, nó là một vị thần anh em ạ. Giống như kiểu là cái con thần thần voi này anh em. Đây là vị thần thứ hai của tôi à, đẹp thế. To dã man. Nhiều cái đồng hồ anh em ạ, Trono, nhiều cái đồng hồ bánh xe các kiểu anh em ạ. Ui, nhìn trông phê thật sự luôn. Nhờ và cho sẽ cùng tiến hóa nha. Nó wow, con này khắc chế tất cả anh em ạ. Ui, chỉ trừ mỗi cái hệ trắng thôi anh em. Nó có đóng băng này, nó có kháng đóng băng này, đánh lan này, đánh tầm xa này. Ai à, có vẻ khá là gớm à. Không biết có khỏe không tỉ, không biết có khỏe không nhỉ. Upgrade anh em ơi, cho upgrade cái này à. Rồi thì Uber Spray à. Rồi chúng ta sẽ cùng khám phá cái con đấy. Muốn nâng cấp thì nó ở đâu? Đây 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 đây, upgrade anh em ơi. Có vẻ khá là khỏe đấy anh em ạ. Kinh hoàng phết nhở. Evolution thì sao? On my Trono, chúng ta sẽ cần một cái Epic Card Fruit cũng như là Green Card Fruit. Cần cần 4 hay cần 5 ấy nhở. Thì có vẻ khá là khỏe anh em ạ. Ui, cùng xem hình dạng tiến hóa của nó nha anh em, để xem nó đẹp như mức độ nào nhé. Uber Ray này. Ui, đẹp đấy. Đây là dạng 1 ha. Tất những cái bánh xe của thời gian à. Kim tự tháp này. Các vị thần này. Đây, đây là vị thần chính của chúng ta, Trono. Thần thời gian chăng? Có lẽ là vậy. Khác gì không nhỉ? Hóa vàng hơn thôi. Thì thay đổi mỗi cái là hóa vàng này. Thì trông chất lượng hơn thôi anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử chơi con này nhé. Và mình cùng lên mạng để xem review về cái con này ha. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đánh chữ Google Trono Battlecast. Tronos Battlecast. Đây là có đấy, có thông tin rồi anh em ơi. Có thông tin luôn nhé. Có thông tin luôn về con Trono này luôn ha. Cùng xem thông tin nó như thế nào nhé người anh em. Thì 100% có vẻ khá khỏe. 100% cơ hội đánh đóng băng những kẻ địch. Nói chung là đóng băng tất anh em ạ. Miễn nhiễm để đóng băng, miễn nhiễm khả năng đóng băng, miễn dịch với sợi dọc là cái gì? À. Từ. Rồi kia anh em cứ kể đi. Các cuộc đánh công tấn công cửa cách rất là xa và điểm trừ nhất là có điểm mù ấy anh em nhá, giống Gaia nhá. Giống Gaia anh em nhá. Trono trong những Uber rất tốt khi đóng băng hầu hết kẻ thù một cách hiệu quả với phạm vi đứng là 450, cô ấy có thể tấn công nhiều kẻ trong vùng bị ảnh hưởng, đồng thời đóng băng chúng nếu có đặc điểm. Cô ấy có khoảng cách 2 giây giữa 3 lần đánh nhiều lần và khoảng cách 1 giây 3 lần đánh cho dùng multi hit để cung cấp 3 cái Bros Fraser. Nói chung là cũng khỏe, là khá là khỏe đấy anh em ạ. Level 30 thì sẽ 34.000 máu và 27.000 sát thương à. Wow, gớm phết nhỉ. Ở level nếu mà à đây đây này là 45.900 máu và 35.530 sát thương, còn ở 30 mà được true form sẽ 51.000 máu và 39.000 sát thương. Gớm phết anh em ạ, con này không hề yếu đâu anh em ạ, khỏe đấy. Rồi thì nhiều anh em bảo là anh hãy vào trong cái phần gọi là event, anh hãy chọn cái event đó chính là Cheezer Festival Future để xem nó ngày hôm nay nó sẽ xảy ra vào lúc nào. 11 giờ đang có XP Megabits Blitz. À đây rồi, 12 giờ. 12 giờ thì chúng ta sẽ có Cheezer Empire. Cheezer Future chiếu 1 tiếng thôi anh em ạ. Chiếu 1 tiếng thôi.
7 giờ thì nó sẽ có thêm treasure future tiếp. Thế ra nó không có cả ngày nhỉ. Cay thật sự luôn anh em ạ. Thôi không sao. Thôi không sao, thật ra là không vấn đề gì quá lớn với mình cả. Bây giờ ta sẽ chuyển qua cái Legion of State nha anh em ơi. Trong này. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nào mình. Hôm nay mình đánh cái gì nhỉ? Tôi chưa biết tôi đánh cái gì ở phần này đây. Tôi phải đi test con ấy được. Chúng ta sẽ chơi Facing Danger. 400 năng lượng à? Tôi nghỉ ngay nha. Bây giờ là đi true form cho con nào? Vấn đề là bây giờ đi true form cho con nào nhỉ? Chúng ta sẽ true form cho con nào bây giờ anh em ạ? Tôi đang suy nghĩ là true form cho con nào đây. Nhiều bạn bảo true form cho con form cho Macho Special Raycast. Mình nghĩ mình nên chi form cho con nào nhỉ? Mastrai Solarcast Cybox rồi. Chu form rồi. Captain Cast. Có chu nhiều con quá, tôi chẳng biết chu form cho con nào luôn đấy thật. Anh em có ý kiến gì nên chu form cho con nào không? Dạ, không biết là nên chu form cho con nào. Thật thì cứ cày hết đi nhỉ. Đang rảnh cứ cày thôi. Fancy đen hoặc green yellow green blue purple green. Không có cái loại ấy nhở, không có cái loại thôi đánh streaming cast đi anh em. Team này chắc là cũng không khó lắm đâu. Có island không nhỉ? Không rõ là có island không. 95.000 máu rồi mà. Hôm này khá là dễ anh em nhỉ. Theo như mình thấy nó khá là đơn giản dành cho chúng ta luôn. Chơi thoải mái. Đây đi. Ok. Chắc chỉ cần hai con này đã đủ phá nhà rồi ấy nhỉ. Anh em muốn xem ấy không? Muốn xem cái thần mới không? Trono của chúng ta. Tôi đang để dành tiền để mua Trono à. Di chuyển không quá chậm. Con này tầm xa, nó giống như kiểu Gaia thôi. Con này giống kiểu Gaia Supreme đó. Nhưng mà có lẽ là Adam không bằng Gaia Supreme. Ôi kì. Con trắng, ui. Nát nhà rồi á. Chưa kịp làm gì luôn. À, Bridge, chúng ta có thêm một cái gạch để xây nhà nha. Cày luôn cái này. Nếu không có cái gì cày, anh em cứ cày mấy cái map mới cho tôi ha. Thế đây nào anh em ơi. Deep Ocean Blue. Deep and Ocean Blue. À, có Red. Red thì đây. Momotaro. Mua hai con này, mình mua con Momotaro nữa là quá đẹp anh em nhỉ. Hả? Mai mang con Red anh em ạ. Red thì chơi Red thôi. Xoắn này. Chúng ta chưa giờ xoắn bọn này nhé. Ok. Con này khắc chế cả Red rồi. Con thần của chúng ta khắc chế cả Red anh em ạ. Trono. Thần thời gian. Ui, mua lâu ân. Vẫn là Red và Black thôi anh em ơi. Thì thoảng là có Metal nữa thì vào là thịt thôi. Đùi này quá mạnh luôn. Con này chưa kịp đến luôn thì nó thịt xong cái bọn này rồi anh em ạ. Đùi hình mình khắc chế tất cả mà. Khá là tự hào về đùi hình khắc chế tất cả. Gaia Supreme không đẹp bằng con này à. Con này hóa hết cả vàng. Nếu về độ to thì Gaia Supreme sẽ đẹp hơn. À sẽ to hơn. Nhưng nói về độ đẹp và độ chi tiết thì con này sẽ đẹp hơn. Ok. Nhưng chất thật sự luôn anh em ạ. Kasgui này, Filter này, Uber Ray này. Tất cả đều dạng 2 chứ nhỉ? Yeah. Đấy. Ôi, sao mình vẫn để dạng 1 à? Mình vẫn để dạng 2 mà. Hình như vẫn để dạng 2 sao anh em ạ, đúng không nhỉ? Equip. Đúng rồi. Có thêm hình con mèo đó, đúng rồi. Đấy, bình thường là màu trắng, còn lên này là màu vàng à. Đẹp hơn nhiều anh em nhỉ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Swimming Cast. Đánh tiếp. Đang rảnh thì cứ ngồi đánh mấy cái này thôi. Không có quá nhiều thứ để mình đánh. Bây giờ hiện tại là thứ bảy mà nó cũng chẳng có cái gì đánh mấy nên tôi cũng chán à. Không hứng thú lắm. Không hứng thú lắm với mấy cái đấy.
Thật ra bây giờ tôi tận đến 4 missile, 2 missile chất lượng cực kỳ. Có missile này thì hơi ghẻ. Cameraman và Cameraman cũng như là Ramen Cast khá là trùng tên anh em ạ. Con voi thì không đủ tuổi ha anh em. Hình như tất cả đều bọn này bọn trắng hết anh em nhá. Mua thêm Gaia Supreme nữa, đàm to vô đối. Có bọn này là tăng cơ rồi. Accurate kìa. Bất đờ hợi. Nhưng mà nhà nó nát rồi. Chứ khi làm gì. Có hai cái bridge để xây nhà. Kiếm thêm XP ha. Để nâng cấp cho các con khác ha. Chào Lagen, Lagon. Mấy map này khá là dễ nhỉ. Không làm gì được mình. Nói chung là thế. Hang này rẻ quá. Tầm có 1.000 1k. Có lẽ sẽ là xuất hiện Black thôi. Mình sẽ mua Casajizo. Tí nữa có chút tiền thì mua Casajizo. Hoặc là mua cái gì, mua cái này đi. Mua cái này thấy là hợp lý hơn nhiều. Rồi anh em tiết kiệm thêm tiền mua một vài con. Ba con này tốc độ khá là chậm. Chỉ là làm đam chủ lực thôi. Thế thì mình có tận 2 đam chủ lực à. Ừ, con này so với thần voi con này khỏe hơn chứ nhỉ anh em. Anh em đánh giá với con này thế nào? Để có thể cho mình ý kiến để mình có thể cho nó vào trong team hay như thế nào hay không. Thế là gì ấy? Black không? Ô, Black thật ạ. À? Black Rest. Kinh. Vua. Hai con vua xuất hiện. Khá gớm à. Ghê gớm. Và nó. Chẳng phải nó là gì đó. À, metal luôn ạ. Map này khá là nhiều thứ. Khá là nhiều thứ xuất hiện anh em ạ. Ảo ma đấy. Nhờ. Metal Black kìa. Casajizo lên. Cần Vitama không? Mình khắc chế hết mà. Ủa. Anh em nhìn này. Đóng băng toàn diện luôn anh em ạ. Ảo ma chưa? Tôi cần khoảng cách xa. Sẽ có xa này cho anh em ha. Vào cái quái được. Đóng băng mà. Ảo thật đấy. 49.240 XP à. XP càng nhiều. Có khi 100.000 trong màn mất. Đánh rất sướng nha anh em. Đấy. Đánh cái Legion. Đánh cái Legion này cực kỳ là thích thú à. À, đã có bạn anh bạn red lên đầu tiên anh em ạ. Gớm à. Nhờ. Tôi cần khoảng 2.000 để mua Motaro với hai con này. Rồi, bộ ba hủy diệt trái đất đã tới rồi. Bộ đôi chậm rồi em ơi. Đi nhanh thế thì không sao, mấy con đầu tiên thì nó khá là yếu. Motoro đi nhanh quá. Chắc màn này là toàn red thôi anh em ạ. Mình đoán là sẽ là toàn red thôi. Nó chẳng chịu đâu, nó chẳng trụ được đòn đánh của chúng ta đâu nhá. Yeah. Anh em yên tâm. Đấm một red nào. Hello. Momotaro. Hai Momotaro ở đây luôn. Sẵn sàng có mặt luôn. Nhờ bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Mình đã thích, khá thích con này đấy anh em ạ. Ngày xưa mình cũng đang mong muốn là có cái con này. Và bây giờ tôi có thật luôn. Ok. Lên nào anh em. Mở lên. Ui lắm red lắm anh em ạ. Lắm red lắm thấy chưa. Tôi mua Momotaro là quá hợp lý á. Khắc chế bọn Red. Con Red. Đồng chín nha. Khá ảo nha. Nhưng mà mình đánh chết hết bọn Red rồi. Hai con này lên. Thì dọn dẹp xong hết rồi đâu nữa. Còn gì đánh nữa đâu. Nên phá nhà thôi. Đàm to thật đấy. Còn tầm khoảng 150.000 máu mà không thể trụ được cái Bridge. Tại sao tôi không xây ở nhà nhỉ? Mãi xây ở nhà anh em ạ. Ô, Gamoto không đi được cái gì à? Chết rồi, quên. Sống giờ. Quên đấy anh em. Event Arena Unlock là sao? Chưa xây được bất kỳ một cái gì luôn. Xây được cái gì bây giờ? Brick quá nhiều, cái phía rời không có này. Thiếu khá nhiều nguyên liệu anh em ạ. Đang muốn xây quá mà không xây được. Nguyên liệu thì thiếu quá nhiều. Thì cần kiếm mấy cái freezer các kiểu. Ok, chết rồi. Full năng lượng rồi. Đó, đợi tí đọc với comment của anh em cái nhỉ.
Xong rồi đọc các comment của anh em trong tập ngày hôm qua nhé. Ok, đây rồi. Kai và Kale. Kai làm con tăng cơ cực trâu và Frosting, chưa kể khi lên True Form nó còn trâu hơn nhiều. Và kháng Knockback rất ngon vì sau này có ở show rất nhiều quái vật kỹ năng Knockback. Chưa kể con này nó giúp anh đánh một màn rất là khó trong show là cái màn con chim nó cứ phi lên đang cực đau. Nên con Kai là màn nó khá dễ, còn nữa là con này là có talent phá khiêng của Aku rất là ngon. Kai là một tăng cơ Frosting cực kỳ mạnh, có đam cao 100k, level 30, HP 400k, giá rẻ, tốc độ chuyển nhanh, hồi nhanh, đánh gần hoặc đánh tấn công dễ trượt, khả năng Lisa Strike giúp thêm một mạng. Ok, nên cho Kai được tăng thêm HP, khả năng kháng Knockback, thêm talent có vẻ khỏe, 8/5 điểm waifu, 9/10 boing. Mình thích cái điểm waifu vậy, mình cho 10/10 luôn. Kai làm con rất là mạnh, đam to để kháng cự được Frosting, nhưng anh không nên lấy nó đánh Raging Bahamut. Anh nên nâng Kai lên True Form bởi khả năng phá khiên của nó đánh một Aku như con. Kai mạnh lắm, đó anh vừa hồi nhanh, trâu mạnh, còn cả Ability Survive. Nhưng con này rất là trâu, con này có khả năng True Form cũng rất là mạnh. Chắc là mình sẽ nâng Kai làm tăng cơ nhỉ. Bao giờ đến màn hệ bay thì anh sẽ thấy nó tác dụng. Anh ơi, con Bun Bun mới nói là con bao dạng 3. Nếu anh muốn kể chi xuôi về phần menu ở đây rồi. Hôm qua mình đã vào phần menu vào phần event à. Rồi thì mình đã theo hướng dẫn bạn này để mọi người xem được cái thời gian kể chi giờ anh em. Con nó rất ổn anh nhé, chỉ thua mỗi Mitama một chút máu thôi. 100.000, 200.000. Anh ơi, con mắt đó đâu phải metal đâu. Mà đem con chí mạng vào anh, mà đem con Garu Mitama chỉ cần gì 30 phút. Con mắt đấy á, con mắt là cần phải chí mạng em ạ. Không có chí mạng không đánh được đâu. Em lên YouTube xem nhá. Anh làm về Master Legend đi, cho em một ngày cho lành. Có Kai coi như đánh Island và Angel quá ngon rồi. Dựa vào thumbnail, Kai là mặt học sinh và ngực là phụ huynh. Anh ơi, Kai là trong con mèo nhiều máu nhất đó anh. Con Kai cũng là có sát thương rất là to. Thế em nên cho Kai đội hình. Nếu anh trên map ngoài tinh thì có đội hình là Cat Crazy, Tank Crazy, Ramen, Caramel Man, mèo trên bè, Paris, mèo trên dài, Crazy, Tama và con Gaia. Chỉ có con cưa mà lưỡi cưa màu xanh là metal thôi, chứ mấy con khác không hệ metal. Kai mình làm đó anh. Em tải Most Cat Robot ở đâu? Trên mạng em ơi. Là con mèo Butterfly Cast em viết thiếu True Form với anh, xịn vậy. Anh có con Kai đó mạnh lắm, hay Kai nảy. Anh Thành bao giờ mới làm video TikTok? Anh chẳng biết nữa em ạ, lười quá. Hunter Legend đi anh, chào anh, hay Thành nhé, hay nha. Anh là tiền không đấy, có chứ em. Cũng ngon mà không phải mạnh nhất, ảo à. Mạnh nhất bên Galaxy Girl nhé. Ok, chắc mình đánh thêm được một trận nữa phần này ha. Đủ, vừa đủ điểm luôn đấy. Tranh thủ đọc comment của anh em à. Thế lên này anh em ơi. Map này có gì nhỉ? Có hình con chim à? Chắc là có Frosting nhá. Nó đó sẽ có mấy con Frosting. Mà Frosting thì mình khắc chế cứng đây. Tôi nhìn thấy con đại bàng kia, tôi đoán là sẽ là Frosting. Dễ lắm. Hàng này khỏe quá anh em. Dạ. Hồi nhanh, True Form lên là quá hợp lý á. Đi thêm cả Paris nữa thì đúng là hợp lý. Tại vì sẽ có thêm một con Dam. Dam to, đánh tầm xa, chỉ đứng sau bọn này là vả thôi. Là thắng rồi. Chẳng cần nhiều ha. Ôi, Red à. Bắn nổi. Tại sao vẫn có con Red ở trong này vậy? Mình không để ý luôn thật. Thật sự là mình không quá tập trung rồi, nó có Red anh em. Khá khỏe. Mình phá nhà mà. Bị đối phá nhà. Ảo. 52.326 máu. Rồi ok, và chúng ta skill nhé. Xin chào anh em và lại nha. Bye bye.